Đây là chiếc điện thoại đầu tiên về Việt Nam và Gia Lăng vinh dự vinh hạnh được sở hữu. Sau khi khui hộp xong thì Gia Lăng sẽ tiến hành làm một cái bao da đựng. Và bao da này có một tính năng rất là hay nữa, một cái chức năng mà chúng ta sẽ thấy rất là cần thiết. Gặp lại sẽ thấy được cái phần mặt gấp ở phần ngoài là cái mặt mà chúng ta thấy rất nổi ở đây. Có một cái màn hình đồng hồ để xem giờ và mình vẫn điều khiển được luôn. Vuốt xuống để xem thông báo, vuốt sang trái để xem các chức năng bổ sung. Đây là giao diện nền của phần ngoài sau khi gập. Rồi bật lên. Trước đây thì Vitu đã từng ra dòng Vitu Fox nhưng mà sẽ ít chọn lựa bởi quý khách, bởi vì thứ nhất to và giá rất là cao. Đối với dòng này giá rất hợp lý mà dành cho tất cả chúng ta có thể sở hữu được một chiếc điện thoại sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên về Việt Nam và Kỳ Lăng vinh dự vinh hạnh được sở hữu. Nên là bây giờ sau khi khui hộp xong thì Kỳ Lăng sẽ tiến hành làm một cái bao da đựng cho chiếc điện thoại này dạng như thế này. Cực kỳ tiện lợi và đơn giản nhưng rất sang trọng và vô cùng tinh tế. Đây là mẫu bao da mà Kỳ Lăng đã thực hiện cho chiếc điện thoại cảm ứng của Vitu luôn. Đó chính là Vitu Meta. Nên là cái điện thoại này kích thước cũng xem với Vitu Meta dài hơn một chút thôi. Nên là Kỳ Lăng sẽ bỏ được cái mặt ngang là vừa nhưng mà mặt chiều trên á thì sẽ bị thiếu, bởi vì chiếc điện thoại Vitu Iron Flip này nó dài hơn chiếc Meta một chút. Và Kỳ Lăng sẽ tiến hành ngay lập tức làm một cái bao da cho chiếc điện thoại này. Và chắc chắn rằng Kỳ Lăng sẽ làm cái bao da cho chiếc điện thoại này bằng da cá sấu. Bởi vì chiếc điện thoại này, phiên bản này đang là lưng da, thì cũng như những mẫu khác của Vitu chính hãng sẽ có nhiều phiên bản da cho chúng ta chọn lựa từ da bê, da cá, da cá sấu này. Dòng này Kỳ Lăng sẽ làm mẫu này nhưng là da full cá sấu. Và kính mời tất cả quý khách đón xem clip tiếp theo, Kỳ Lăng sẽ hoàn thiện một chiếc bao da kết hợp với một chiếc điện thoại sẽ đẹp như thế nào khi chúng ta dùng. Bởi vì Vitu thường là phải nghe phải lịch lãm, đúng theo phong cách của đồ cao cấp xa xỉ. Nghe thao tác cũng phải từ tốn, móc ra móc vô, lấy ra nhẹ nhàng và thao tác. Và bao da này có một tính năng rất là hay nữa, một cái chức năng mà chúng ta sẽ thấy rất là cần thiết. Khi bình thường để một chiếc điện thoại mà không dùng bao da mình để như vậy á, thì đầu tiên là sẽ dễ bị rơi rớt trầy. Khi có những tin nhắn mà hiện lên màn hình chờ nè mà chúng ta không mong muốn, đôi khi bị người khác nhìn cũng không nên. Vì vậy cái bao da này rất là lịch lãm tinh tế ở chỗ là khi để vào, những tin nhắn không ai thấy được hết, những cái thông báo, những cái vấn đề mà không cần thiết cho người khác thấy sẽ không bị người khác thấy. Và khi mình lấy ra mình nghe cũng thao tác rất từ tốn và lịch lãm tinh tế, bằng cách là lấy ra như thế này và lấy lên nghe, đặt bao da xuống hoặc là cầm bao da một tay như thế này cũng rất là sang. Và nghe mình có thể để lấy cái bao da này để làm cái mặt bàn đựng chứa để chiếc điện thoại này lên, rất là lịch lãm và sang trọng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.